Và vì video này mình quay trong phòng kín nên là tiếng nó có thể lúc mình thu sẽ hơi vang. Các bạn thông cảm với mình nha. Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. À, cho mình nói qua một chút nha. Tại vì bình thường đó là mình sẽ ra video đều đặn vào từng tuần. Nhưng mà vì thời gian qua mình có công việc cá nhân á. Nhưng mà nói chung là bây giờ mình đã giải quyết gần xong hết rồi. Với lại mình thực sự rất 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 là nhớ các bạn. Và mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ở đây để chúng ta có thể review với nhau và trao đổi với nhau. Nên là sau khi xong việc là mình đã ngay lập tức quay liền cái video này luôn á. Nên là có gì mong các bạn thông cảm nha. Như là về tiêu đề các bạn có thấy thì hôm nay chúng ta sẽ so sánh hai loại ngũ cốc giảm cân ở đây. Đó là cái này nha. Cái này là ngũ cốc giảm cân của Trung Quốc. Mình nghĩ là các bạn cũng đã không có xa lạ gì với những cái loại ngũ cốc giảm cân nội trong nội đúng không? Tại vì mình đã có một cái series tầm 3 video nói về những loại đó. Như hôm nay thì mình mang tới cho các bạn một loại mới nữa. Đó là đây. Cái màu này giống giả nên mình đang mặc giờ mới để ý luôn á. Và bên cạnh đó là đây một loại cũng không xa lạ gì nếu như mà các bạn quan tâm tới những ngũ cốc để giảm cân. Nhưng mà loại này là của Nhật nha. Hôm nay mình sẽ so sánh ngũ cốc giảm cân của Trung Quốc và Nhật. Và cái những gì mà được báo chí từ India thì nó là cái này là nội địa Trung Quốc và cái này là nội địa Nhật. Như là hàng nội địa đó thì nhiều khi cái packaging của nó sẽ không có đẹp lắm nhưng mà nó rất là tốt. Nên là chúng ta cũng bắt đầu review thôi. Đầu tiên thì nó sơ ra về hình dáng đi đây. Kích cỡ của nó như thế này. Ở đây mình có một túi này là 400, túi này là 800 của anh này. Thì nó cao bằng nhau nhưng mà nhìn cái bề này là mình thấy sẽ thấy được đầu tiên nè. Sau đó tiếp theo là cái vỏ này, nó là một cái vỏ rất là quen thuộc. Khi mà chúng ta sử dụng những cái nụ ngũ cốc nội địa Trung nó thế này ta. Nó kiểu cảm giác nó hơi giấy giấy một tí, hai mặt này cảm giác hơi giấy giấy. Mà nói chung là đây cái thiết của rất là sạch sẽ. Còn bên này là vỏ ni lông, nhìn một cái là mình biết nó là ni lông luôn. Và rất là màu mè mịn phải không? Hình ảnh trên này vô cùng là sống động, chân thực, cái tay đồ, cái chị, đây. Có một sự khác biệt ở đây nha. Khi mà đồ nội địa Trung Quốc á thì nó sẽ ghi là ngày sản xuất ở đây. Xong rồi ví dụ như hàng sử dụng bao nhiêu tháng đó thì nó sẽ ghi ở một cái góc nào đó. Ngược lại ở đây thì nó sẽ ghi là ngày hết hạn. Thì chỉ lúc mà mình nhận sẽ ở đây mình thấy hơi lạ. Nhưng mà đây là chữ ngày hết hạn, ngày 30 tháng 11 năm 2020. Rồi từ đây còn tới đó rất là lâu á. Nhưng mọi lần thôi thì mình sẽ tiến hành dịch cái bịch này trước. Này các bạn xem mình thấy. Cái này là cái gói màu tím này. Loại này là có sữa chua nha. Có một cái video trước của mình, video gần đây nhất luôn á, cũng là cái loại này nhưng mà 500g, cũng có sữa chua luôn. Nó chỉ khác nhau về cái vỏ ngoài thôi, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà dù sao mình cũng muốn thử một loại mới nữa để xem là có cái gì hay hơn không. Thì ở đằng sau này chúng ta sẽ có những thông tin rất là cơ bản mà mọi cái đều có. Ví dụ như thành phần nè, trái cây, sữa bột, bán sữa, sữa chua mông xôi, mạch nha. Đó, các loại như vậy. Điều kiện bảo quản, ngày sản xuất, xin trên bao bì Việt Nam, địa chỉ ngày sản xuất, nhãn hiệu, sản xuất trực tiếp tại số giấy phép đường dây dịch vụ, không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi, điều kiện lưu trữ là nó mát mẻ, thì sử dụng là 6 tháng. Đối với các loại ngũ cốc và các sản phẩm của chúng có chứa cái gì đó nên là nhắc nhở trẻ em dưới 6 tuổi phải ăn dưới sự giám sát của người lớn. Bữa giờ mình mới thấy cái loại này nó có cái lưu ý như vậy, tự nhiên mình cảm thấy có cái gì đó hơi nhân văn, rất nhân văn. Một điều nữa mình đáng quan tâm đó là cái thành phần dinh dưỡng của nó ở đây nè. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái bảng hàm lượng dinh dưỡng, đó là mỗi 100g, ở trong này là 400g nha, thì sẽ có năng lượng là 1903 kJ. Trong đó chất đạm chiếm 10,4g là 17%, chất béo là 14,4g là 24%, carbon hydrate có nghĩa là tinh bột đó các bạn chiếm 23%, natri chiếm 5%. Giá trị trên là giá trị lý thuyết, có nghĩa là trên lý thuyết nó là như vậy, thực tế nó có thể có những sự xê dịch khác nhau. Ở đây thành phần lúc mà dịch mình thấy nè, có bột dừa, mật ong, nho khô, dâu tây đông lạnh, sữa chua dâu tây, sữa chua lên men có hương vị, tinh bột ăn được, có sữa chua Việt Quốc, đó, sữa chua đào vàng chanh, rất nhiều. Ở đây có 3 cách mà chúng ta có thể sử dụng nó. Bao gồm sữa chua, cái này là trộn như kiểu salad, cái này là ăn chung với trái cây hoa quả. Các bạn thấy không? Cái này là chữ nè, dâu u với lại trái cây nướng và yến mạch. Các bạn thấy cái bịch này nó hoành tráng rất rất là vô cùng là hình tráng luôn á. Xem này, đây ở đây nó có một cái vương miện. Thì cái vương miện này được Google dịch đó là ngũ cốc số 1 Nhật Bản từ tháng 10 2018 đến tháng 9 2019. Rất là
mong chờ luôn á. Và khi mà mình xem review một số trang mạng á, thì cũng kêu là bên này rất là bán chạy. Trước đây là chỉ bán ở nội địa Nhật, nhưng mà sau này khi mà đem về Việt Nam á, thì thấy bán được quá rồi là bắt đầu mọi người nhập về để bán. Ở đây nó có một cái ô nguyên tố ở đây ghi là chất xơ và chất sắt, nhiều vitamin 1/3 nhu cầu hàng ngày, mỗi khẩu phần 50g. À, mình hiểu rồi, có nghĩa là một bữa ăn á thì các bạn sử dụng 50g thôi. Với 50g đó thì mình sẽ đủ năng lượng cho một bữa ăn á để có thể duy trì hoạt động từ sáng đến trưa, chứ chiều đó lại như vậy. Thì tính ra chúng ta đã có 800 chia cho 50 là 16, đúng không? Thì mình có thể ăn được 16 bữa ăn nha. Đây là lần đầu tiên mà mình tiến hành review một cái sản phẩm của Nhật á, nên là thật sự mình rất là hồi hộp. Ở đây thì mình sẽ có cái này nè các bạn, rất là nhiều chữ. Chúng ta sẽ có website của hãng, buổi sáng được đặt tên là gì đó, tên thành phần bao gồm yến mạch, chất xơ, bột ngô, hạt bí, tinh bột, quế, chất chống oxy hóa, tác nhân gì đó, hương thảo, vitamin, gạo. Khối lượng là 800g, được liệt kê ở mặt sau của ngày khách hàng. Tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp, nơi nóng và ẩm. Xử lý phòng ngừa việc mỡ mới nên được gắn chặt và thu thập cẩn thận. Hãy ăn sử dụng sản phẩm càng sớm càng tốt. Thì vẫn như hồi nãy thôi, mình rất là quan tâm tới cái hàm lượng dinh dưỡng. Cái sản phẩm này rất là hay nha. Ở bên này nè thì chúng ta sẽ có là hàm lượng dinh dưỡng cho mỗi lần sử dụng đó là 50g, hồi nãy mình có nói rồi đó. Thì có nghĩa là cái gói này mình có thể sử dụng được 16 lần. Và bên cạnh cái cột bên cạnh đó là khi bạn thêm vào nó 200ml sữa nữa thì hàm lượng dinh dưỡng của nó sẽ là như thế nào. Ở đây chúng ta có nè, protein, cholesterol, hydrat, đường, chất xơ, muối, kali, canxi, phốt pho, vitamin B6, vitamin B1, axit tannonic. Đây, giá trị dinh dưỡng của sữa của bản thành phần tiêu chuẩn thực phẩm Nhật Bản phiên bản 2015 đó là sữa bình thường. Có một cái nốt ở đây là 1/3 nhu cầu hàng ngày của 8 vitamin, có nghĩa là thông tin dinh dưỡng khi giá trị tiêu chuẩn từ 18 tuổi trở lên, làm có nghĩa là đây người ta lưu ý rất rất là rõ ràng, đó là dành cho người trên 18 tuổi. Giá trị nhiệt lượng tiêu chuẩn là 2200 kcal một người. Nó là sự kết hợp của một số vật liệu cứng và tốt hay tận hưởng nó. Đó rõ ràng là như vậy. Xong ở đây chúng ta có cái bảng thành phần của nó luôn bằng hình ảnh, các bạn có thấy không? Bây giờ mình sẽ tiến hành khui cả hai túi ra luôn nè. Cả hai cái đều là túi giấy các bạn. Mình rất là thích cái loại túi này nè, tại vì khi mà mình sử dụng xong thì mình hoàn toàn có thể đóng cái miệng lại và đảm bảo cho đồ ăn ở trong không bị xì quá. Đương nhiên là mình sẽ không có sự so sánh về thành phần hay là gì đó, ví dụ như bên này có sữa chua, bên này không có, tại vì mình lựa cái loại có sữa chua mà, đúng không? Cái loại này nó còn rất là nhiều màu và cái này cũng vậy. Nhưng mà mình thích cái màu tím, tại vì bữa giờ mình chưa làm cái nào màu tím. Còn cái này thì mình lựa cái vị mà truyền thống nhất của nó luôn. Cho đơn giản. Cùng cái này hấp dẫn lắm các bạn. Xem cái này trước, rất là thơm nè. Cực kỳ thơm. Thơm mùi dừa. Còn cái này thì có lẽ là các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ nó ra hai cái dĩa cho các bạn có thể quan sát rõ ràng hơn nha. Đầu tiên thì mình sẽ đổ cái gói màu tím ra trước. Đó, nội địa trong cái xe trước đó. Mình nghĩ là các bạn sẽ không có xa lạ gì với những cái này đâu, tại vì đã rất là nhiều video rồi. Ở đây có một cái gói hút ẩm nữa nè. Thả vô. Các bạn thấy không? Các bạn thấy nhân vật này không? Này. Nhân vật xin ăn. Ở đây mình có thể thấy là chúng ta có dừa nè. Cái này là nho á các bạn. Đó, nho đen, nho đỏ, nho khô gì đó. Cái xanh xanh này là hạt bí nè. Táo này, cái táo đỏ này ngon cực kỳ. Dâu nè. À, cái cục sữa chua đúng rồi. Đây, cục sữa chua đây. Hồi nãy mình giật được đó, cái này là cục sữa chua phúc bồn tử. Cái xanh xanh này là kiwi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành quay qua cái gói của nó nội địa Nhật nha. Trời, thơm cực kỳ luôn. Thật, mình mới mở ra là mình mới ăn rồi. Các bạn thấy nó giống như là cái bắt nổ. Thì ở đây chúng ta cũng có nho khô màu đen nè. Cái đỏ đỏ này cũng là dâu, cái này cũng là hạt bí hay hạt hướng dương gì đấy. Thì bên này trái cây nó lại ít hơn bên kia và nó không có rực rỡ bằng. Khi mình để hai cái dĩa cạnh nhau thì các bạn có thể thấy một sự khác biệt, đúng không? Cái yến mạch bên này thì nó có vẻ khô hơn nè. Yến mạch bên này thì nó phồng phồng như kiểu là nó đã được chế biến, được rang sơ qua rồi. Bên này nhiều trái cây hơn, có sữa chua. Đó, hồi nãy mình nói rồi. Còn bên này thì nó ít trái cây hơn một tí, rất là nhiều yến mạch. Và trong này có cả nếp nữa nha. Những cái viên tròn tròn này mình nghĩ là nó sẽ khá giống những cái miếng vàng vàng này. Mà mình hiện tại mình vẫn chưa biết nó là cái miếng món, đó là cái món gì luôn á, thật sự. Đó. Nhìn nó giống như là cái bắp rang nước mắm như này không, bạc ghê.
Đây nha, ở đây mình có cái hộp rất là quen thuộc với mọi người. Nhưng mà tại vì sau cái đợt mà mình review xong mình cũng ăn hết rồi. Giờ mình nhìn được vẫn thèm á nè. Mình cho các bạn xem hai cục sữa chua xinh xinh. Một hộp sẽ tầm được có 5 miếng sữa chua thôi. Vẫn giòn như vậy, vẫn ngon như vậy. Nhưng mà cái vị nó vẫn rất là nồng mùi sữa đặc. Nè, cái này là cái táo nè, mình rất là ghiền táo nè. Các bạn ơi, mình biết là sự xuất hiện của mấy nhóc này hơi phiền, nhưng mà mình đã nhốt nó vô nhà vệ sinh rồi, nhưng mà nó vẫn kêu lên. Thôi mình quyết định cho các bé ra đây luôn. Nên là nếu như mà các bạn thấy hơi lộn xộn thì bỏ qua cho mình. Giờ mình thử xem miếng mặt này nó đã được chế biến chưa. Cái này mình không dám khẳng định nó là yến mạch nguyên chất, nhưng mà mình có thể nói với các bạn là nó đã như là cái loại mà gần đây nhất á, với lại cái loại kế kế đó nữa, mình sẽ để liên ở đâu đó, thì nó đã được chế biến rồi và nó được tẩm ướp đường rồi. Nhưng mà cái này thì không hề nha. Cái này ăn rồi rất là hợp lý, nhưng mà bù lại cái lượng trái cây của nó, đây các bạn có thể thấy cái số mà màu sắc sặc sỡ này là cái trái cây của nó này cộng thêm sữa chua, thì cái lượng đường bù qua cũng được, nhưng mà nó sẽ dễ ăn á. Thử lại coi cái miếng vàng này lên đi. Nếp miếng màu vàng này nếp các bạn. Vậy là trong này vẫn có cát, nhưng mà ngon, ngon thật sự ấy. Hồi mà lúc đầu mình ăn hai hũ đầu tiên á, là mình thấy nó hơi khó ăn một tí. Mà sau này ăn riết gì nữa. Cái lúc mình rảnh mà không có cái gì ăn bật là lôi này ra ăn. Dù sao nó cũng tốt đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ thử qua cái loại của nồi địa Nhật đây. Màu nó không có đẹp bằng, nhìn nó không có bắt mắt bằng. Mà cái này là một nửa yến mạch, một nửa nếp rồi. Rất ngon. Rất ngon luôn á. Thử đi nhìn mắt cho. Thật sự rất là ngon. Mắt kiểu nó như đồ ăn vặt vậy, nó ngọt mà nó giòn nữa các bạn. Cái nếp nó phồng lên sau nó còn ngọt nữa. Mà giống như mình là một con nghiện nếp. Rau cay chua, bí nè, nho nè. Cái này đúng là đồ ăn vặt luôn á. Như là nhà sản xuất cũng đã nói rồi, cái này dùng để thay thế năng lượng cho một bữa ăn đối với người trưởng thành trên 18 tuổi. Nãy giờ nói chung là mình không có đề cập gì tới có tác dụng giảm cân ở trên này. Nhưng mà mình nói thế này, nếu như các bạn muốn giảm cân thì các bạn ăn cái này thay bữa ăn, thì mình không ăn đồ ăn nữa thôi. Thay vì ví dụ như em tới bữa cơm mình ăn cơm, cơm sườn tắm, cơm sườn bì chả, nhiều cơm thêm, thì mình nhìn đi, mình ăn cái này không là nó sẽ đủ năng lượng. Và khi mà cái lượng calo mình nạp vô nó ít hơn cái lượng calo mà mình tiêu thụ á, thì mình hoàn toàn có thể giảm cân được thôi. Nếu như các bạn muốn tăng cân thì ở đây cũng đã có hướng dẫn là khi các bạn dùng một bữa ăn đó chung với 200ml sữa bình thường thì chúng ta sẽ được một mức năng lượng nhất định. Mà các bạn hoàn toàn có thể dùng nó để tăng cân tại vì lượng calo nạp vô nhiều hơn mà. Nhưng rất là ngon. Cái này là đặc biệt thích hợp cho những bạn mà công sở, công việc bận rộn, hoặc là các bạn nhiều lúc mà không có thời gian để mua đồ ăn, để tự chế biến đồ ăn á. Lúc mà mình đi làm rồi mình thấy có rất là nhiều anh chị mà bận tới nỗi không có thời gian để order đồ ăn luôn á. Tại vì order xong thì là không có thời gian đi xuống lấy. Thì mình hoàn toàn có thể mang theo cái này, xong rồi cái mở nước sôi ra chế vô ăn, còn không thì đổ sữa chua hoặc là đổ một gói sữa tươi rồi đổ vô ăn thôi. Ngon. Cái này ngon cười. Đúng kiểu sữa nó ăn vật luôn á, rất là vừa miệng. Mình nghĩ là con nít cũng sẽ rất là thích món này. Còn cái này thì mình ăn khá nhiều rồi, nó vẫn ngon nhưng mà không nhìn với lại lắm. Nhớ lại cái yến mạch này nó không đường nè. Thực ra để nói là để so sánh hai loại này á, thì mình cũng không biết là so sánh cái gì với nhau. Tại vì khối lượng cũng không, mức giá cũng không, bao bì cũng không, cách chế biến thì cũng không. Tại vì cái đồ nội địa Trung á, nó có rất là nhiều loại như lên nhang, như là cái loại hộp, cái hộp tròn nè, hoặc là cái bịch thế này, với nhiều khối lượng khác nhau. Và mỗi cái đó nó sẽ có một cái cách mà nó chế biến yến mạch riêng. Thì mình không thể nào mà lấy cái ý kiến chủ quan của mình mà áp lên tất cả những cái nội địa Trung, cũng như là áp lên cái này. Tại vì cái vị này như mình đã đặt review rồi, thì cái màu đỏ này cái vị nó là khá ngọt. Nếu như các bạn muốn ăn kiêng á, hoặc là không thích ngọt lắm, thì mình hãy sử dụng cái vị màu trắng.
nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà mình thì mình thích truyền thống như thế này, mình phải coi coi là cái đầu tiên của nó sẽ xuất ra như thế nào thì mình mới mua tiếp những cái khác. Nên là cái này chỉ là video review nhẹ cho các bạn về hai loại sản phẩm này thôi, nhưng cái này ngon. Cái này cũng ngon nữa. Mình thấy có rất là nhiều bạn bình luận hỏi mình là chị ơi, em muốn giảm cân thì mình nên ăn cái yến mạch này vào thời gian nào, theo bữa ăn này thì hợp lý. Tại vì mình thấy nó là câu hỏi chung, thắc mắc chung, nên là mình quyết định sẽ đưa luôn video này để trả lời luôn. Đó là nguyên tắc cơ bản của việc giảm cân, đó là cái lượng calo nạp vào nó phải ít hơn cái lượng calo mà các bạn tiêu thụ thì nó mới đốt cháy được cái lượng calo, cái lượng mỡ thừa trong người của mình nè. Với lại để hướng tới một cái sức khỏe tốt hơn á, chứ không chỉ là giảm cân về ngoại hình mà chúng ta phải đề cao sức khỏe nữa, thì cái việc cần thiết đó là tăng cơ và giảm mỡ. Nhiều lúc các bạn, cái số cân nặng của mình nó không có giảm đâu nha, nhưng mà cái lượng mỡ thừa trong người của mình nó được đốt đi, và bù lại á, là cái lượng cơ bắp của mình tăng lên, thì người các bạn sẽ tự giác thon gọn hơn rất nhiều. Các bạn cũng có thể tìm được rất là nhiều tư liệu hình ảnh về việc vấn đề so sánh 1 ký thịt mỡ và 1 ký thịt nạc, thì cái thịt mỡ nó bự bự cực kỳ. Nên là khi mà chúng ta giảm được mỡ và chúng ta tăng cơ lên thì người chúng ta sẽ rất là thon gọn và sức khỏe cũng được đảm bảo hơn là chúng ta giảm cân một cách điên cuồng và mù quáng. Tại vì cơ thể chúng ta vẫn cần một lượng năng lượng nhất định để hoạt động, đúng không? Mà hàng ngày chúng ta còn phải đi làm, gặp bạn bè, vui chơi, các thứ. Nếu như mà chúng ta cắt giảm năng lượng một cách quá đột ngột thì cơ thể nó sẽ dễ bị suy nhược á, tại vì nó không có quen với cái chế độ đó. Nên là mọi cái này mình chỉ khuyên các bạn dùng để bổ sung hoặc là thay thế những bữa ăn trong ngày, nhưng mình chúng ta tự nên đặt cho mình một cái chế độ nào đó hợp lý thôi. Tại vì mình đã từng rơi vào cái hoàn cảnh là ví dụ như 2-3-4 năm nha, các bạn ăn kiêng rất là nhiều, xong tới thứ sáu đi chơi thôi kệ, thôi thứ sáu bung xả đi thôi, rồi xong luôn, bung xả một cái là xong. Cơ thể mình á sẽ chưa kịp thích nghi với cái việc mà mình ăn kiêng á thì lại quay trở lại với cái chế độ ăn cũ rồi. Thì lúc đó nhiều khi mà mình thèm thuồng á, mình ăn còn nhiều hơn, mình nạp nhiều calo hơn nữa thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe tí nào. Và nếu như mà các bạn hỏi là mình highly recommend cái nào hơn á, thì hai cái luôn. Cái nào cũng ngon, cái nào cũng thực sự rất là ngon, và các bạn có thể lựa chọn tùy các bạn thôi. Nhưng mà ngon thật sự. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu như mà các bạn thấy video sau của mình tiến bộ hơn video trước thì đó là một phần rất là lớn nhờ bà công của các bạn luôn á. Và nhớ bấm cái chuông để theo dõi mình mỗi khi mình ra video mới nha. Tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Bye bye.